hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt. Chương trình khuyến mại nhận quà đón xuân, khuôn hàng giảm giá. Mua điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và đến MediaMarkt. Máy giặt lục đứng 7kg Toshiba giảm 23%, giá khuyến mại 3.990.000 đồng. Máy giặt lục ngang 7.5kg LG giảm 22%, giá sau chương khuyến mại 9.390.000 đồng. Tăng nồi cơm điện, phím hoàng trị giá 500.000 đồng. Tủ lạnh Sharp 165 lít, công nghệ khử mùi nano bạc giảm 25%, giá sau chỉ khuyến mại 3.990.000 đồng. Điều hòa 2.900BTU Daikin, công nghệ inverter tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ, giá khuyến mại 10.490.000 đồng. Tại cơm lắp đặt và nồi cơm điện cao cấp. Chương trình ưu đãi tuyệt vời, hoàn tiền 10% cho chủ thể Vietcombank. Giao dịch mua hàng với hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên, tài trợ trả góp 0% lãi suất. Thế giới điện máy là MediaMarkt.